Mấy anh em có đi lên trên bản thu được một chút cái mật ong rừng này của bác này. Bây giờ thì cháu cho cô bác cùng xem là những cái mật ong này của bác này, rất là đặc sản của bác. Đây thì đây còn là nguyên tổ này của bác, còn là cái phần này thì là cái phần sáp nữa. Thì cháu được xé để đây, không có vắt, chỉ vắt nguyên cái phần này thôi cô bác ạ. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái tổ ong rừng nguyên chất hết cô bác này. Và bây giờ thì hai anh em bóc ra, cô bác có thể nhìn thấy những cái giọt mật mà nó chảy xuống rất là đặc sệt luôn cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có lên trên bản thu mua được một ít mật ong rừng cô bác này. Hãy nhìn mật ong rừng thì màu nó sẽ đen hơn mật ong quả một chút. Thì có cô bác nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm và những cái mặt hàng mật ong nguyên chất thì có thể điện cho cháu Lực qua cái số điện thoại cháu Lực để trên màn hình cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực cô bác. Hay mọi cái mặt hàng cháu Lực đều gửi cho quý ông bà cô chú anh chị thì đều có những cái tem logo của bạn em trên này, và những cái mặt hàng cháu Lực gửi cho cô bác anh chị sẽ là những cái đặc sản ở trên vùng cao và những lít mật mà nguyên chất hết cả cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chào tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục nhận được một phần quà là của cô Chiêm, cô của bác Hà. Hôm qua thì cháu Lực với bạn Hiệu có đi xuống huyện và cô cũng có ra ở chỗ cái nhà của em Quân ở bên canh Quyền Yển với lại bên Hoa Cải Vàng của bác. Do là cái đoạn đường khá là xa cho nên là cô không có di chuyển được vào thăm hoàn cảnh của em Quân và gia đình. Cô cũng hẹn cháu Lực là một thời gian gần nhất thì cô sẽ vào thăm những hoàn cảnh mà cháu Lực đang chia sẻ thêm cô bác ạ. Hôm qua thì những cái phần quà này thì cô tự đi chọn và tự đi mua luôn cô bác. Cô cũng rất là tâm lý cô bác. Hôm qua thì những cái món đồ này thì cô cũng đã lấy ra cho cháu Lực xem hết rồi. Và bây giờ thì cháu Lực xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video để cùng cháu Lực đi vào và xem những cái món quà mà cô Chiêm dành tặng cho gia đình của em Quân là những cái gì cô bác nhé. Cái xe thì cô bác cũng đã biết rồi, hầu như là cháu Lực lên, cháu Lực xuống nhà em Quân thì cháu Lực đều để lên trên đường này này cô bác. Cái chỗ này thì theo như cháu Lực tính, nếu mà bà con chỉ cần họp thôn nhau lại cùng nhau đào thôi thì sẽ có một cái đường xe máy đi xuống dưới thôn này luôn cô bác. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã bắt gặp một số thanh niên cũng có dùng xe máy ra đây để chở xi này, chở cát này để đi vào làm nhà này cô bác. Nhưng mà nếu mà cái đoạn đường này mà trời mưa vào cô bác thì không có thực sự mà để mà đi được, nó lún rất là nhiều. Cái chỗ này là nó thuộc dạng là cái đất bùn này, đất lún này cô bác, thành ra là nó sẽ rất là khó đi, nó không phải là cái đất cứng. Hình như cái chỗ này các thanh niên đi cô bác này tạo thành những cái rãnh, cái khe rất là lớn luôn. Hầu như là cái con đường này thì có thể là rất là quen thuộc với lại cô bác anh chị rồi. Lần nào cháu Lực đi xuống thì cháu Lực cũng đều là ghi hình đi xuống cái con đường của nhà em Quân cả cô bác. Hôm nay thì cháu Lực với lại bạn Hiệu thì sẽ di chuyển đi xuống nhà em Quân khá là sớm để một tí nữa anh em xuống thăm gia đình của em Quân và trao những cái phần quà này tới tay cho em Quân. Rồi thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục là di chuyển lên trên nhà của ba ông cháu. Nhà của ba ông cháu thì hôm nay sẽ là chuyển cát này, chuyển sỏi này các bác. Thì không biết là sẽ chuyển bao nhiêu.
Còn nếu mà không có chuyển ít người quá thì chắc là cháu Lực sẽ phải lấy thuê vào để hỗ trợ gia đình chở một chút, để cho anh em thợ người ta vào là đào nền, đào móng luôn các bác. Như nếu mà cứ như cái thời tiết hiện tại như này thì độ tầm một tuần, chưa đến một tuần á, chưa đến một tuần đâu các bác, thì mọi cái vật liệu thì sẽ chở vào trên nhà của ba ông cháu hết. Hôm nay mà chở hết cái chỗ đáy rồi thì cháu Lực sẽ tiếp tục là lấy vật liệu vào để cho thợ là vừa chở này, cho mấy anh em gần nhà xử, nếu mà ai hộ hay là thuê thì sẽ vừa chở luôn các bác. Vừa rồi thì cháu Lực xuống thì cháu Lực cũng có điện cho em Quân trước rồi, không thấy nghe máy các bác, chắc là đang đi lấy cỏ hay đang đi đâu rồi buổi sáng sớm ấy. Hôm nọ thì cũng có rất là nhiều các bác cũng có điện cho cháu Lực rằng là khuyên can em Quân để không cho em Quân đi làm ấy các bác. Nhưng mà nếu mà thật sự cháu Lực cũng nghĩ rồi, nếu mà thật sự là em Quân mà đi làm ấy thì ở nhà ông với bà với lại bé Hiếu nữa, còn một số gia súc gia cầm nữa, sẽ không có ai để mà chăm lo hết cả. Cho nên là em Quân sẽ là bắt buộc là phải ở nhà để lo liệu những cái phần đấy các bác. Ông với bà thì vẫn sẽ lo được thôi, nhưng mà bây giờ thì nếu mà một hôm nào đấy ông với bà bị ốm hay là bị như nào đấy thì sẽ không có ai để mà làm đấy các bác. Từ cái đoạn đường mà bà đưa bé Hiếu đi học thì đi rất là xa đấy các bác này, từ đây đến tít cái điểm trường ấy kìa các bác. Bà thì bây giờ già rồi thì từ đây đi là bà cũng phải đi mất gần 2 tiếng đồng hồ các bác ạ. Hầu như là một buổi sáng thì bà chỉ có đưa được bé Hiếu là đi học thôi, không có làm thêm được cái việc gì nữa cô bác. Vậy cháu Lực nhìn thấy là có khi là đang ăn nấu cơm hay là đang làm gì cô bác. Chó này có vẻ nhìn rất là nguy hiểm các bác, nó mò mò đằng sau. Không ai năng. Quân nhóc ở đây đâu? Cháu Lực nhìn thấy từ xa xa thì thấy em Quân đang hót những cái chỗ mà bị sạt đằng sau nhà của bác. Hôm nọ là không may là bị sạt một chút đấy các bác, cho nên là bây giờ nắng nóng lên rồi thì em Quân sẽ hót ra. Vừa mới bước tới thôi là thấy ông đang ra bên ngoài này, không biết là ông ra làm gì đâu á. Thằng không ai cùng. Anh ta đây. Ông thì vừa đi lấy cỏ về luôn đấy cô bác. Tầm giờ này ấy, ông thì buổi sáng dậy rất là sớm. Ba mới tới đấy, Quân. Ba mới tới đấy. Thổi hiếu chưa được má. Thấy ba thì đưa bé Hiếu đi học ấy cô bác, vẫn còn chưa về. Bây giờ thì cháu Lực sẽ để quả đây một chút, xem mà em Quân là em ấy làm như thế nào. Để hót ra để hết đây à? Hót cái chỗ bị sạt kia à? Rồi anh chào Quân nhá. Tốt hết cả mồ hôi rồi. Con chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hót lâu chưa? Lâu rồi ạ. Lâu rồi ạ? Vâng ạ. Anh em hót, anh em hót cái này em? Hôm qua hót được một ít. Hôm qua được một ít rồi ạ? Vâng ạ. Hết ra từ kia à? Vâng ạ. Ôi, cái này phải làm mấy ngày lắm rồi ạ? Vâng ạ. Vâng ạ. Bây giờ
Đi dậy từ mấy giờ ra đây làm? Từ 6 giờ ạ. 6 giờ à? Vâng. Làm được cũng 2-3 tiếng nữa nhỉ? Vâng. Sáng nay bà đi mấy giờ? Sáng nay bà đi 5 giờ đã đưa em đi rồi. 5 giờ đi à? Vâng. 5 giờ đi bây giờ là gần 8 giờ rồi, còn chưa về đến nhà. Vâng ạ. Mai phải lại chọc nó xuống. Mai phải chọc nó xuống à? Vâng ạ. Thế bây giờ hót, bây giờ hót cái này không chọc à? Vâng ạ. Quân cũng vừa mới làm, anh không nên làm cái gì tay thôi. Uống bảy tiết mình nửa phẩu mà về, sao mà mình luôn lọc phẩu, sao mà em luôn một mây nào á. Uống bảy tiết mình nửa phẩu mà. Sáng sớm dậy ra thì còn là rất là lạnh. Nhưng mà đến trưa chiều chiều thì lại nắng. Anh thấy là sao mà em mà hôm nọ em có ý bảo đi làm ấy, mà làm sao mà em mà đi làm được? Ở nhà có bao nhiêu việc này? Hôm trước em định đi rồi, xong à em lại sợ ông bà bị bệnh, nếu mà em đi thì lại về thì mất nhiều tiền xe nên bà không cho đi nữa. À, không cho đi nữa đúng không? Vâng. Bây giờ mà em mà đi làm ấy thì anh nghe nói tốt
Ba đi buổi sáng đưa về hiếu xong thì nó khám lợn xong mới đi à? Vâng ạ. Nếu mà bà không nấu được thì em nấu xong cho bà đưa đi. Bây giờ được đấy. Vâng. Bà thì vừa mới đưa bé Hiếu đi học về cô bác. Một cái chặng đường mà bà đưa bé Hiếu đi học phải nói là rất là xa cô bác ạ. Bây giờ thì hiện tại là gần 9 giờ thì mới về. 9 giờ thì mới về đến nhà cô bác. Bà thì đi từ từ. Bà đi xì cát làng cơ cô không? Xin phép bay. Rồi cái quãng đường mà bà đưa bé Hiếu đi học với cô bác là phải nghỉ ngơi rất là nhiều lần thì mới về đến nhà. Phò này bị tốt dần một con phò nữa nè. Đấy mặn. Cũng tốt dần phò. Này bóng hờ chứ, Nga, bóng hờ. Thế vừa rồi thì cháu Lực sẽ đưa thịt cho bà về nhà trước cô bác. Thì chắc là cũng chuẩn bị là giờ nấu cơm rồi. Quân thì đã đói chưa Quân? Em vẫn chưa đói đâu. Vẫn chưa đói à? Vâng, sáng nay em dán bánh ăn rồi. Sáng nay dán bánh ăn à? Vâng. Ở nhà thì có bánh gì để ăn? Bánh chuối hôm trước làm ạ. À, hôm trước là làm bánh chuối à? Vâng ạ. Bây giờ thì nốt chỗ bên này nữa nha. Vâng. Chỗ này chắc phải nhìn là cái cục đất như thế thôi cô bác. Xe rùa này chắc phải được tầm 10 xe đấy. Hay bây giờ thì Quân đẩy một lúc đi, xong một tí nữa anh lại đẩy hộ cho. Đi xuống thì bắt gặp em Quân là làm những công việc gì thì cháu Lực sẽ cùng với lại bạn Hiệu là có những lúc thì hai anh em sẽ dừng máy quay để hai anh em sẽ cùng làm cho nó nhanh hơn. Còn có những lúc thì bạn Hiệu sẽ vừa quay phim và cháu Lực sẽ vừa làm không bác? Em Quân thì phải nói là một cái cậu bé mà rất là chịu khó luôn cô bác ạ. Khi mà có ý nghĩ rằng là xung quanh nhà mình hết cái công việc để mà làm rồi, em mới muốn là đi ra ngoài để làm ấy. Nhưng mà trong thời gian qua thì cũng được sự khuyên can ngăn của cô bác anh chị có trên canh. Và em ấy cũng có nghĩ lại rằng là bây giờ nếu mà đi thì không ai lo lắng cho ông bà đến lúc ốm đâu ấy cô bác. Thành ra là em ấy không có đi được. Hôm nọ thì bạn nào gọi em đi làm? Chưa, bạn em ở dưới. Nhưng mà bạn em cũng đã đi làm rồi á? Vâng ạ. Em đi làm hôm nay có sợ người ta lừa không? Có. Có à? Vâng ạ. Tầm tuổi như em đi thì người ta hay bị lừa lắm ấy. Vâng. Cho nên là phải cân nhắc thật kỹ. Vâng. Hay như sáng hôm nay thì cô bác này, bà đưa bé Hiếu đi học cả sáng thì nếu mà ở nhà thì chỉ có ông lùi thủi tự mà làm thôi. Ông với bà thì có vẻ như là từ trước tới giờ là gia đình mình rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Thành ra là cái tinh thần cũng bị suy sụp theo các bác. Như cháu được có thể tóm tắt lại câu chuyện gia đình của em Quân một chút các bác. Trước kia thì mẹ của em Quân thì lại với bố lấy nhau về. Xong đó là em Quân mới được có 40 ngày tuổi thôi. Thì chưa kịp cai sữa mẹ đã bỏ đi. Và đấy là để lại cho em Quân, cho ông bà chăm. Đấy là một cái cú sốc rồi. Đến lúc mà cuộc sống ông bà dần ổn định một chút, em Quân cũng lớn lên rồi. Bố của em Quân thì cũng có đi thêm một bước nữa và lấy thêm một người vợ nữa. Cũng sinh ra bé Hiếu được hơn một tháng các bác. Được hơn một tháng thì cũng lại bỏ đi. Đấy là một cái cú sốc đối với ông bà, thêm một cú sốc rồi. Và đến thời điểm hiện tại vừa qua thì bố của em Quân cũng lâm vào một cái căn bệnh. Ông bà biết rồi, lại thêm một cú sốc. Thế rồi trong một thời gian
không nên chạy chữa được. Bố em Quân cũng đã ra đi với mái. Đấy là cái cú sốc mà lớn nhất đối với ông bà. Người ta nói là kẻ đỏ bạc mà tiến kẻ đỏ xanh, nhưng cô bác thực sự ra là một cái cảnh như vậy thì không có ai muốn cả. Nói là ông bà của em Quân phải trải qua rất là nhiều những cái đắng cay, những cái hương vị của cuộc sống. Không biết thì ông đang chặt ở dưới kia của bác này, có khi là đang chặt bớt những cái xung quanh, những cây cối ở nhà. Đấy, ông thì đang tỉa những cái cây ở xung quanh nhà không cho nó bị rậm rạp một chút của bác này. Đấy, ở nhà thì mỗi người làm một việc của bác ạ, không có ai chịu là nghỉ tay nghỉ chân chút nào. Mặc dù là ông mấy hôm nay đang có vẻ như ông bảo là đang ốm ấy cô bác, do là chắc là thời tiết thay đổi ấy, sức khỏe của tuổi già ấy. Cô bác có thể nhìn thấy ông thì cũng đã biết rằng là cái sức khỏe của ông như thế nào rồi cô bác. Ông với bà thì chỉ có là lấy củi ở xung quanh gần nhà thôi, cũng chẳng có dám đi vào tận trong rừng sâu để mà khai thác được những cái bó củi to. Có vẻ là thấm mệt rồi nhỉ. Thế bây giờ thì xúc lên xe đi, xong rồi để anh đẩy, xong lại để anh đẩy cho. Anh xúc lên xe đi, anh đẩy cho. Anh em mình mỗi người đẩy một chút. Đeo cái mic này vào thì anh em mình vừa nói vừa làm vừa nói chuyện thì nó sẽ bớt mệt hơn. Bây giờ này có vẻ cứng đấy. Anh em cúc xuống nha để anh xúc lên xe. Cũng mặc bài các khâu chứ. Rồi chưa ra bên này cuốc thì anh cuốc được sen, để anh xúc được sen. Anh đổ ở tận đâu ấy? Đường bên kia. Đổ đường à? À. Đó, chỉ chỗ anh đổ em nào. À. Thì anh này đổ lệch hướng. À. Chỗ này sân này nhà chú cho đổ đất à? À. Nó rộng ra à? À. Đổ tận đâu? Đổ tận đây à? Vâng ạ. Đấy, một lần mà xúc ra của bác chỉ có được một xe rùa này thôi. Và từ sáng tới giờ thì em Quân làm được rất là nhiều tiếng các bác, tầm độ 3 đến 4 tiếng rồi. Hạt trồng này đã mang đi bán hết chưa? Hôm trước bà đi bán một ít rồi. Đi bán một ít là thế bán được bao nhiêu tiền? Em cũng không biết ạ, bà cầm thôi ạ. Bà cầm à? Vâng ạ. Cái cỏ đằng sau nhà này thì gom gom lại xong đốt đi nhá. Vâng ạ. Thầy Hiếu thì tối nay bà lại đi đón hay là như nào? Tối nay xem nhá mà. Chắc là cho mấy em bên kia đưa về.
Nó đưa về à? Vâng. Đây đây, đây là những cái bó củi mà ông đi lấy cô bác. Ông đi vào rừng để vừa chăn bò luôn, xong là vừa lấy những cái cành cây mà có khi là chặt từ rất là lâu rồi cô bác này. Ở đây thì là những cái vết chặt mà chắc là chỉ em quân chặt thôi, tại vì là chặt nó được nhìn thấy là rất là lem nhem, không có được một phát một xuống ấy. Hầu như là cái cột này cũng bị cũng mang cái thằng chay này chống rồi cô bác. Thấy chấn lực cũng rất là mạnh, và trong thời gian tới thì sẽ nhận được những cái sự quan tâm và cái phần trợ xuyên của quý ông bà cô chú anh chị, có thể hỗ trợ em Quân là cất sửa chữa lại, có thể xây sửa chữa lại một cái ngôi nhà để cho bốn ông cháu ở cái ngôi nhà mà nó ấm cúng hơn một chút cô bác. Ông với bà thì bây giờ đã đến tuổi về già rồi, cần nghỉ ngơi rồi, nhưng mà do cái cuộc sống hoàn cảnh thì cũng không dám dừng lại cái việc đấy cả, vẫn còn tiếp tục lao lực để cho đến khi bao giờ mà mình ngừng thở, mình không còn sức để mà mình làm nữa thì mới thôi cô bác. Rất là tội cho ông bà. Quân thì nhìn thấy ông bà làm như này thì cảm xúc của em là như nào, có thấy thương không? Thấy thương ạ. Thương à? Vâng. Nhìn ông bà của người ta thì như thế nào và nhìn ông bà của mình như thế nào đúng không? Vâng. Tối thì có ngủ với ông không? Ừ, có. Tối ngủ với ông à? Vâng. Có bao giờ ông nói cho nghe những câu chuyện gì không? Lâu lâu nói ạ. Lâu lâu nói à? Vâng. Thì ông thường kể những câu chuyện gì cho nghe? Thường kể những câu chuyện gì để cho nghe không? Có ạ. Ông kể những câu chuyện gì nói cho anh nghe được không? Ông bảo là bây giờ ông cũng già rồi thì ông già thì cũng bây giờ cũng chỉ giúp được ít thôi, thì bảo là cho em làm được nhiều cũng là của em, ít cũng là của em. Ông bảo là nếu mệt thì nghỉ xong lại đi làm. Ông bảo bây giờ ông cũng già rồi, ông cũng sắp không có sức rồi. Ông có bao giờ mà vừa kể mà những cái giọt là nước mắt mà vừa lăn xuống không? Có. Có à? Vâng. Có vẻ như là đêm nào em Quân ngủ với ông thì ông cũng chia sẻ những câu chuyện mà phải nói là rất là buồn cho em Quân nghe. Quay luôn nào. Vậy bây giờ thì anh em sẽ đi vào nhà ngơi một chút cô bác, và cháu Lực cũng tiện thể là gửi cái phần quà của cô Chiêm ở Bắc Hà tới cho em Quân với lại gia đình của em Quân luôn cô bác.
Bà thì bây giờ đang đun nước à? Vâng ạ. Cũng là phong đang ném ạ. Có một cái mở hơi thế này. Mở từ này yếu không ạ? Ốc chai. Bây giờ thì Tấn Lực cũng sẽ mở cái phần quà này của cô Chiêm. Cô ở Bắc Hà hôm qua là anh có nhận được một cái phần quà là của cô Chiêm. Vâng ạ. Cô ở Bắc Hà thôi, gần chúng mình thôi. Vâng. Cô cũng có ý định là lên thăm em cùng với lại ông bà rồi. Nhưng mà do là hôm qua là cô cũng bận là một chút việc, cô không có lên được. Thì cô sẽ hẹn là một dịp khác cô sẽ lên thăm nhà của em với lại ông bà thêm một chuyến. Vâng ạ. Thế vừa rồi cô cũng có mua thịt, nhưng mà thịt thì hôm qua anh mua anh lấy về anh để vào tủ lạnh rồi thì không có bị làm sao đâu. Thế tối hôm qua là anh cũng về muộn quá, anh không xuống được. Vâng ạ. Thế cũng rất là mong cô Chiêm sẽ thông cảm cho cháu Lực cô nhá. Đây thì cô sẽ gửi cho em cũng rất là nhiều đồ luôn này. Đây thì anh thấy sáng nay chưa ăn gì luôn à? Vâng. Đây thì có, cháu Lực nhìn thấy có bánh này. Cái bánh thì chắc là ông với bà chưa ăn bao giờ đâu. Này bóc cho ông bà ăn luôn đi. Vâng ạ. Này bóc cho ông bà ăn luôn nhé. Đây, đây có cả bánh nữa. Đây, đây là toàn bánh với bánh thôi. Vâng ạ. Bánh này thì tí về này, bánh này thì mềm này, cho bà. Anh bóc cho bà luôn, còn bé Hiếu thì ở đây luôn. Vâng ạ. Thì nó mà ấy hả mà. Ông với bà thì chắc là sáng nay cũng chưa ăn gì đâu nhỉ. Này kho. Bảo ông là lấy túi hút hút ẩm ra nhá. Trong này có một túi hút hút ẩm nhá. Đừng để đừng ăn nhá. Đi mít thỏng kéo ở. Cả bé Hiếu cũng thế nhá. Bé Hiếu về thì dặn đừng có bóc đấy. Nhưng anh bảo là những cái gói nào ở trong cái bánh kẹo nhá, những cái gói hút ẩm này nhá. Lấy ra là không nên cho bé Hiếu ăn nhá. Không nên cho anh ăn nhá. Này con, đây thì của em xong tí dành cho bé Hiếu nhá. Còn đây cũng vẫn còn này. Ván ăn cùng. Ăn ra. Ông với bà thì khen là ăn rất là ngon đúng không? Cho với bà ăn bánh một lúc đó. Quân thì cũng ăn luôn đi, nếu mà đói ấy. Đói không? Thì em ăn. Thì ăn sao à? Vâng. Này bóng thư được Bắc Hải mà chứ nè. Này ngà mi giáo được Bắc Hải phải biết là phạc lán mà. Ngã đi đỉnh mà lằng pho từ lằng cùng từ lằng chia với nhau à lên pho lại đi màu ở đây. À đấy hử mai xuống chìm đi cả nè. Đấy phòng ván đi chú ma này. Ma lại hát chủ. Phòng ván đi chú ma này. Còn là đây thì bác cũng gửi cho em Quân một cái đèn luôn này cô bác này. Này một cái đèn này thì siêu sáng luôn này. Wow. Hay. Đèn này thì buổi tối nhá. Buổi tối có thể dùng để mình đi đi đường này, xong rồi đi soi này đấy. Vâng ạ. Đây là cái dây sạc của nó nhá. Vâng ạ. Cái dây sạc này thì em phải cắm cái đầu dây sạc của mình nhá. Vâng nó ạ. Mới lên được. Vâng ạ. Cắm cái đắp phải lăn đồ nào phong không làm cứ ngạt trên phong nếu mà đi lên mấy bạn ấy họ cả phải chơi chơi khai ở đây thì bác ở đây thì cô Chiêm cô có gửi cho cháu Lực thêm một cái đèn nữa cô bác này. Đây là gửi cháu Lực của bạn em cô bác nhá. Cái đèn này thì chắc là cũng rất là sáng cô bác ơi. Cái đèn này thì cô cũng bảo là cho cháu Lực để những lúc mà đêm tối để đi, đi đường hay là đi đâu về cô bác. Đấy. Còn cái này thì cô cho cháu Lực thì một tí nữa cháu Lực sẽ mang về cô nhá. Thì còn ở đây thì có rất là nhiều quần áo này, giày dép toàn là những quần áo mới thôi. Đấy, bây giờ thì để anh xem nào, xem là cái nào của bé Hiếu, cái nào của ông bà nào. Cái này là cũng của bé Hiếu thôi. Đấy. Đấy, cái này là của bé Hiếu nhá. Đây, anh xem này. Túi này là của bé Hiếu hết rồi này. Có những cái áo len này. Đấy. Những cái quần này thì là vừa bé Hiếu rồi đúng không? Vâng ạ. Đấy, bây giờ thì bé Hiếu có rất là nhiều quần áo ấy, thì là thay cho quần áo liên tục cho em nhé. Vâng ạ. Đây, của bé Hiếu này. Đấy. Quần này là đích thân mà cô Chiêm cô đi lựa đấy nhá. Vâng ạ. Đấy.
ở đây là không phải là chỉ là nguyên cái phần quà không đâu, mà là nó cả cả tình cảm ở trong này nữa. Vâng. Đấy. Mặc dù các cô, các bác chỉ có theo dõi được những cái video mà anh đăng tải lên đâu, nhưng mà các cô nhìn nhận được rằng là các em mặc quần áo bao nhiêu, đã đi chọn cho cô, đã đi chọn cho các em. Đấy, đây, đây thì quần áo của bé Hiếu hết. Đấy. Vâng ạ. Còn cho được xem cái túi này nào, túi này thì cũng là quần áo của bé Hiếu đây này. Vâng ạ. Đây. Đây thì là cũng là quần áo của bé Hiếu. Vâng. Hay những cái quần như này thì mùa đông sẽ rất là ấm luôn rồi. Vâng. Này bóng phạc tí hiếu cả nhà lý công sư nè. Quần này rất là đẹp này cô bác này. Có những hình con gấu. Phải nói là trẻ con đấy. Trẻ con khi mà có những hình con gấu này, con ví dụ như búp bê Lisa nào ấy, thì nó sẽ thích. Thì trẻ con nó sẽ thích nhiều hơn. Đây, đây, đây thì có hai cái nữa. Ở đây thì sẽ toàn là đồ của bé Hiếu là nhiều thôi. Đây, này, ua dài đây này. Đấy. Đây này, rất là đẹp này. Đấy, rất là đáng tiếc là hôm nay là bé Hiếu không có ở nhà các bác, chứ không là mặc thêm những cái áo như này vào này. Ui dồi, đây và ấm áp luôn. Đấy. Đây. Đây là của bé Hiếu hết cả thôi nhá. Chẳng ạ. Đây là cũng thế này. Chẳng ạ. Xem nào. Đấy. Bé phải nói là cô Chiêm cô ấy rất là tỉ mỉ cô bác, và rất là chu đáo luôn khi mà chọn những cái bộ quần áo này. Quần áo này thì rất là vừa luôn rồi. Đây, đây để vào túi bóng nhá. Đây này, đây giày, giày đây là dép này. Đấy. Cái đôi này chắc là bé Hiếu đeo vừa rồi nhỉ. Vâng ạ. Đây thì có cả giày này, đây này, giày đẹp chưa? Đôi này thì bé Hiếu là vừa luôn này đúng không? Vâng ạ. Đấy. Ở đây này, có cả tất ở đây này. Vâng ạ. Đây thì có rất là nhiều đôi tất này. Vâng ạ. Đây, tất này thì có vẻ như là mình sẽ không phải mất tiền để mà mua nữa. Vâng ạ. Trước cũng có bác là Thảo Đỗ gửi cho rất là nhiều tất rồi đúng không? Vâng. Đây thì cũng có bác gửi cho rất là nhiều tất nữa. Vâng ạ. Còn là bây giờ thì cũng đã hết rồi. Đây là những cái phần quà mà cô Chiêm cô ấy gửi cho nhá. Vâng ạ. Đây, còn là cái đèn pin này thì cô ấy gửi cho anh nhá. Vâng. Đây này có ghi tên của anh luôn đây này. Vâng ạ. Đây, và cháu Lực cũng xin được gửi lời cảm ơn tới cô Chiêm. Cảm ơn cô Chiêm đã gửi những phần quà rất là ý nghĩa tới cho em Quân, bé Hiếu này, cho ông với lại cho bà này. Những cái gói bánh mà phải nói là cô đi lựa rất là kỹ càng, khi mà biết là ông bà không có ăn được những cái bánh mà cứng cô bác. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Bây giờ Quân thì gửi một lời cảm ơn tới cô Chiêm, cô của bác Hà nhé. Con cảm ơn bà đã gửi những món đồ cho em của con, và bây giờ con không phải mất tiền mua cho em. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc ạ. Vừa rồi thì em Quân cũng có thay mặt ông với bà nữa gửi một lời cảm ơn tới cô Chiêm, cô của bác Hà. Ông với bà thì không biết nói tiếng Kinh rồi, cho nên là không có nói được cô bác. Chỉ là những cái lời muốn nói thì gửi hết, gửi gắm cho em Quân để em Quân là được nói ra hết thôi. Thấy cái đèn này thì buổi tối nhá, đi đâu ấy, dạ. Xem nào. Đây, sạc vào buổi tối đi đâu thì sạc nó là đây nhá. Vâng. Đây này. Đây nó có còn nắp ở nồi này. Vâng. Đèn này thì có vẻ là rất là sáng luôn, sáng rất là xa đèn đấy. Vâng. Có khi phải sáng đến ra tận là cái chỗ ruộng nhà em ở kia kìa. Vâng. Ở đây thì đèn này có rất là nhiều chế độ này. Vâng. Lúc nào mà gặp trộm thì bật cái chế độ thứ ba này nháy lên thì chạy không có chạy được rồi. Vâng. Đấy. Cái này là cái vỏ của nó này. Vâng ạ. Còn ở đây là dép của bé Hiếu này. Vâng ạ. Đây một màu hồng mà trên có những con khủng long như này rất là đẹp. Đấy, còn là bánh này thì để cho ông bà lại em ăn nhá. Vâng ạ. Bánh này cũng là để ăn luôn thôi nhá. Vâng ạ. Đấy. Bánh này không được để lâu nhá. Vâng ạ. Nhớ nhá, nó bánh này chỉ được một tháng thôi nhá. Vâng ạ. Đấy, bánh này chỉ được một tháng thôi. Bánh này thì hôm qua là ngày
À vừa mới làm thôi, đánh lên thì vừa mới làm thôi. Vâng ạ. Đến tháng 11 thì mới hết hạn được. Vâng ạ. Còn là bây giờ thì sẽ là ngồi nói chuyện với ông bà với lại em Quân thêm một chút đi. Quân thì cất những cái đồ này đi đi em. Vâng ạ. Đấy, cất đi đi. Còn cái đèn này thì cô bảo cho cháu Lực thì cháu Lực sẽ lấy về luôn cô bác. Thế bây giờ thì mấy anh em sẽ lại tiếp tục đi xuống để hộ em Quân là hết trên dưới kia nữa cô bác. Cô cũng rất là tâm lý khi mà nhìn thấy những cái phim mà cháu Lực đi chia sẻ đấy. Cháu Lực không có cầm theo đèn là to. Đèn này là đèn siêu sáng. Anh đi hơi ảo lực, cái bóng hơi ảo lực à. Hôm nay nó mới ăn à, Phong? Ừ. Mà. Ào chín đúng không? Ừ, chín đúng. Mới có chín băng lại. Chín này Phong, chín này. Ồ, chín này. Chín này, chín này Phong. Chín này Phong. Nên vừa rồi thì còn một cái bánh ấy, bà ấy cứ bảo là cho cháu Lực để ăn luôn đúng không bác? Và nói là trong cái khoảng thời gian qua mà cháu Lực lên chia sẻ cái những thức phim mà những cái hoàn cảnh của ông bà với lại em Quân lên thì bây giờ cái khoản ngân hàng của em với lại ông bà thì không phải lo nghĩ gì nữa nhỉ? Vâng ạ. Nên lấy giá ngân hàng đấy lên, nó đầy à nó? Ừ, có ạ. Vừa rồi thì bà cũng có chia sẻ với cháu Lực một chút rằng là bây giờ nếu mà em Quân đi làm ấy, thành ra là ở nhà thì không có ai để mà làm những cái công việc mà gọi là thí dụ như đêm nếu mà có trộm cắp vào nhà ấy. Nhà em Quân thì cũng có một hai con gà đúng không? Vâng ạ. Đấy thì sợ là ông với bà già rồi ở nhà thì người ta kẻ trộm kẻ xấu về rình mò, người ta sẽ lấy trộm đi. Đấy, ông bà thì cũng rất là sợ điều này. Quân thì phải cân nhắc thật kỹ nhá. Vâng ạ. Đấy. Bây giờ em đi làm thì ở nhà thì em phải xem là ông với bà liệu còn đủ sức khỏe không. Vâng ạ. Liệu bé Hiếu thì nếu mà ông với bà không có đưa được đi học ấy. Vâng ạ. Thì có khi là bé Hiếu sẽ lại ở nhà. Vâng ạ. Đấy, có khi là mất cái cơ hội mà đi học nữa. Vâng ạ. Còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài với cô bác ạ. Có lẽ là cháu Lực xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ lại di chuyển lên trên nhà của em Sử. Với cô bác ở trên đấy thì hiện tại là mọi cái công việc thì nó đang dần bước vào thì nó sẽ hơi là bận rộn một chút cho nên là cháu Lực sẽ tập trung ở trên nhà em Sử là nhiều hơn cô bác. Rất là mong quý ông bà của chú anh chị sẽ thông cảm và hiểu cho cháu Lực cái điều này. Còn là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và thêm một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả các khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em. Lời cuối cùng thì cháu Lực xin được gửi lời chào tạm biệt tới tất cả quý ông bà của chú anh chị. Con chào tạm biệt tất cả quý ông bà của chú anh chị ạ.